Lý do vì sao mà Tâm rủ những người bạn của Tâm về Nha Trang bởi vì là Nha Trang là một cái nơi có một cái bãi biển rất là đẹp. Thêm nữa là Tâm cũng muốn rủ mẹ Tâm đi chơi cùng, vừa là mẹ có thể đi ra tham gia cùng với Tâm luôn mà không cần phải bay đâu cả. Xin chào tất cả mọi người, mình là SC Sơn Thạch. Anh SC thì trước đây đã từng tham gia một tập của Tâm rồi. Tập này là Tâm muốn rủ lại thì có rất là nhiều lý do. Bởi vì SC và Tâm thì cũng rất là hay đi chơi với nhau. Đây cũng là một cái chuyến đi mà SC nhận lời, cũng mang mục đích đó thôi chứ cũng không có mục đích gì khác biệt lắm. Đang làm gì đó? Đọc sách. Tại sao sáng sớm mà mất cúp đậm như vậy? Tại vì là em biết là sẽ có anh á. Em biết sẽ có anh cho nên là em make up cho anh ngắm. Nhưng mà bình thường cái mặt của anh cũng nhợt nhạt lắm, tại sao em make up đậm cái gì? Đâu hôm nay anh thấy anh cũng đậm lắm đó, chứ không phải là nhợt nhạt đâu. Có cũng không? Dày lắm. Vậy hả? Mặt mọc á. Mọc hả? Nó cũng hơi chảy luôn á. Chảy hả? Ok, chắc là do nắng thôi. Nãy giờ anh đi từ xa là nó thấy em ăn rồi, mà tới đây anh ngồi ở đây anh vẫn còn thấy em ăn là sao? Bị biếng ăn hay sao? Nói chứ em gọi cho 3 người lận mà xuống cuối cùng còn có 2 người. Ủa rồi Giang đâu? Hương Giang bắn laser không dám ra ngoài nắng. Trời ơi, chán quá ghê á. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của show Rich Kids. Và ngày hôm nay thì Giang rất là vui khi được tham gia vào show cùng với Ngọc Thanh Tâm. Lúc mà nghe chị Giang nói là ôi em ơi, gia chị mới vừa bắn laser mà không có ra ngoài nắng được, giờ biết làm sao đây. Thì ok thôi, thì Tâm đi chơi bestie. Và tới khi nào mà ở ngoài không còn nắng nữa thì là Tâm đi chơi với chị Hương Giang, vậy thôi. Lần này thì có Hương Giang, mình cũng cảm thấy rất là thắc mắc. Hương Giang, SC với Ngọc Thanh Tâm là không có liên quan gì hết trơn á, không có chơi chung và cũng không có một cái sự kết nối gì với cái bộ ba này hết. Trước đây mình nghe loáng thoáng thì đấy là Rich Kids bỏ tiền ra đóng phim kiểu thế. Tuy nhiên là có một cái cặp trong chương trình The Next Generation thì Tâm đã là cái khách mời và đưa ra một cái quyết định, và cái thí sinh chiến thắng của cái thử thách đó là một thí sinh của đội của Hương Giang. Thì mình thấy là cô bé này hoàn toàn khác với những cái gì mà mình tưởng tượng. Cô bé này rất là bản lĩnh, và hoàn toàn là có một cái tài năng, cái tư duy phân tích cái con người của bạn ấy rất là tốt. Ăn đi anh, ăn dùm cái đi, gọi cho 3 người đó, ráng ăn đi. Rồi bây giờ hôm nay mình ra đây làm cái gì đây? Anh cứ ngồi relax đi anh. Anh không thấy ngồi trước biển gì nó chill cỡ nào hả? Em thấy anh chill chưa? Ta ăn sang, ăn đĩa bằng dao đồ này kia, anh ăn bóc bằng tay nè. Chill đi anh. Anh nghĩ là mình cần vận động nhiều hơn. Tại em thấy là tay chân anh hơi ốm yếu đó. Hình như em thấy gần đây nó có một cái lưới bóng chuyền á. Gọi cho bà Lê Thúy, nói bà bay cho mình. Đi gọi Thúy. Để lát nữa nó nắng nữa, khó chơi lắm. Học qua cô giáo online nữa hả? Đúng rồi. Okay. Bây giờ mình đã học nhiều thứ online lắm rồi, bây giờ mình học bóng chuyền cũng học online. Thắt em để đây hả? Hay đem đi? Đem đi. Đang cần hả? Trời ơi, nói chuyện là nghe lăng thôi. Tâm đứng vô đây coi. Tâm cái gì? Em đứng vô đây nè, em sẽ thấy cái bóng chuyền. Anh là đứng đây là ngay má anh nè Tâm. Em đây lọt luôn. Rồi giờ sao? Rồi, giờ gọi Lê Thúy đúng không? Gặp bà Lê Thúy coi. Vô. Sao đang bán ốc hay sao mà không bắt máy ra? Cái giờ này là chưa dậy đâu. Đâu có ai mà đi ra dậy sớm, dậy nghệ sĩ mà. Bà chị Thúy giống như là bà canh đó, cái ngày nào mà Tâm có tiệc hay là cần rượu bả để làm một cái gì đó là bà sẽ có vấn đề. Ủa sao vậy? Sao vậy chị? Chị Thúy có việc đột xuất, chị chỉ nói như vậy thôi nên chị cũng không có rõ nữa. Nhưng mà chị gửi lời là nói là sorry em nhiều lắm. Sau khi mà anh em đã đi chơi về rồi, bà mới nhắn tin lại là ủa gì vậy, gọi coi chị có chuyện gì. Thôi dạ thôi không có gì hết, em định gọi điện hỏi chị cách đánh chuyền. Thôi xong rồi. Hey. Chuyên nghiệp lên, phải đẩy lên chị nè. Trời ơi, anh là chuyên nghiệp lắm vậy á. Chuyên nghiệp nè, 2, 3. Hey. Thực ra là ngày xưa Tâm có học bóng chuyền. Nhưng mà Tâm chưa bao giờ là một người giỏi về... Đại khái là những cái gì mà liên quan tới vận động á thì Tâm không có giỏi. Từ ngày xưa luôn thì những cái môn liên quan tới đá banh, đá bóng với đá cầu gì đó, giống như là SC hay hát đó, là chơi kém. Thực ra đi là để chủ yếu là đốt năng lượng, tập cardio thôi, chứ thực ra là Tâm không có giỏi. mặt đỏ ao lên luôn kìa. Ừ. Ừ. Ghê quá, cháy nắng. Tâm ngoài bờ biển là chơi bấy bá luôn. Em rác hết hai cái vai luôn. Hả? Em cảm thấy nó rác đâu đây nữa nè. Có ai bắn laser không ra được. Không đi được. Đấy. Nhìn như cái da đỏ này chị mà ra chắc mặt chị xong đó. Tâm. Ừ. Anh nhớ là buổi sáng nay em ăn rất nhiều rồi mà bây giờ em vẫn còn ngồi ăn là sao? Đói, em bị biếng ăn thật sự hả Tâm hả? Em ngồi đồ ăn nó chưa tới, đói mà. Thử xem nào. Gì đây? Thịt kinh nhanh rau dép đây. Giờ cái này là trên nhà máy mẹ em làm luôn á? Là ở Nha Trang này luôn mà đúng không? Ừ. Ủa? Thế sao bọn mình không đi? Đi qua đó chơi thử coi là còn có. Đi một ngày đàng mình sẽ hàng một sáng khôn. Thì nó có ba cái lý do khiến Hương Giang muốn tới thăm. Thứ nhất ấy, là Giang cũng muốn biết thử xem là Ngọc Thanh Tâm, Rich Kid thì tại sao lại là Rich Kid? Cái cơ ngơi thực thụ phía sau nó là cái gì? Thứ hai nữa là mình cũng hiểu hơn về một ngành nghề mới mà mình chưa bao giờ mình tiếp cận. Không biết là họ sẽ vận hành nó như thế nào. Và cái thứ ba nữa là Giang có nghe là Tâm gần như là chưa có bao giờ mà thực sự là đi thăm nhà máy và trải nghiệm tất cả mọi thứ như vậy. Dạ. Không phải đi đi, show Rich Kid mà. Thật cho mọi người biết là em Rich Kid như thế nào mà chị cũng tò mò mà. Ok, chị rất tò mò. Hỏi có thử. Rồi. Thì mọi người cũng muốn tò mò xem thử là cái nhà máy như thế nào. Thì Tâm nhắn tin như mẹ Tâm. Khi mà Tâm muốn đến tham quan nhà máy, tự nhiên tôi cũng cảm thấy thương Tâm hơn. Là mẹ không có muốn con mình già đi rồi phải lo lắng nhiều thứ. Nhưng mà cũng vẫn vui vì Tâm đã nghĩ tới công việc của mẹ. Mẹ Tâm rất là welcome mọi người thôi. Không nề hà gì cả. Miễn mà mọi người có sức chơi là mẹ Tâm sẽ có sức để mà chiều mọi người. Ê nhưng mà ăn mặc nào? Chú mặc sao chị mặc? Chị mặc đẹp thôi chứ. Mặc Tâm nhà máy là phải ăn mặc cũng doanh nhân, sang trọng. Đúng. Bọn mình phải đóng bộ và vest mà. Tại là mà thống nhất là concept là vest nha. Ừ. Thôi bây giờ đi chuẩn bị luôn. Nha. Đợt này đi về thăm lại thì mới thấy là ồ wow, to hơn mình nghĩ, lớn hơn mình nghĩ rất là nhiều. 5 cái nhà máy mà nhà máy nào cũng to cái khủng khiếp trong một cái khu công nghiệp. Thì Giang thấy rằng là đúng là mình được mở mang tầm mắt hơn rất là nhiều. Công ty nhà máy hả? Công ty vô là thấy là tiền luôn ha. Mà đẹp quá ha. Đẹp quá. Giống như biệt thự vậy đó. Giống như một cái sản của cái khách sạn đúng không? Em mà vô cái là có sản phẩm lựa chọn này, hay quá. Đây mọi người đây, đây chính là cái nơi mà đã sản xuất ra những cái miếng chà bông mà hôm qua hai anh chị dành ăn của em đây. Ruốc đó đúng không? Dạ. Ruốc. Đúng rồi, ruốc đó, chà bông đó. Đó ngon là ở đây sản xuất hả? Đó đó. Hay là mỗi vị mình lấy 2 hạt thôi ha. Mình đang quay số Rich Kid này sang chậm lên. Ok. Xin lỗi. Kìa, hình như có. Ôi, đi ra đặt rìu luôn. Hay quá, cả cô, bà Giang chị ạ. Chào ST. Chào chị. Chào Ngọc Thanh Tâm. Ôi, đẹp quá mà. Con tưởng Tâm tới giới thiệu mà Tâm nói là em không biết gì hết. Cô giới thiệu nè, đây là chị Tú, giám đốc công ty. Đây là anh Phong, phó giám đốc công ty. Hôm nay nhờ hai anh chị ra để giới thiệu về công ty với dẫn mọi người đi tham quan nhà máy. Chị là hôm qua là bạn em được ăn thử cái trà bông rất là ngon. Ăn cướp cô còn chứ thì Tâm dùng Tâm cũng có hứa là bây giờ sẽ ship cho 1 tấn đó chị. Nhưng mà em nhận 1 tấn mà em cảm thấy là nếu mà mình không có hiểu về cái nguồn gốc của nó thì em thấy nó không đành lòng. Đó, cho nên là sẵn tiện đã xuống tới Nha Trang rồi thì bọn em muốn là biết để làm ra cái ngon như vậy thì nó sẽ có những cái khâu gì. Đúng rồi. Để khi mà mình mang 1 tấn và mình ăn thì mình thấy nó cũng trọn vẹn. Dạ. Đúng rồi. Thực ra chà bông với lại cá hột là mới gần đây thôi. Còn trước đây là thực ra là những cái liên quan tới cá sống thì là nhiều hơn. Hải Vương Group mình là một tập đoàn dẫn đầu về sản xuất cái mặt hàng tuna. Cũng là cái đơn vị đầu tiên để mình phát triển cái sản phẩm này ở nhiều thị trường trên thế giới. Cái tiền thân của cái Hải Vương Group á là cái nhà máy Hải Vương là thành lập năm 97 thì đến bây giờ mình cũng được 25 năm rồi. Những cái ký ức mà gần nhất trong đầu Tâm mà Tâm hay lên đó là một cái văn phòng, một cái bàn làm việc và một cái ghế để ngồi và đằng sau là tủ hết. Group của mình là có 6 nhà máy ở tỉnh Khánh Hòa mình nè, 2 nhà máy là ở Bình Định và ở nước ngoài thì mình có thêm 3 cái văn phòng với lại nhà máy sản xuất bên đó. Wow. Wow. Nước ngoài là cụ thể là nước nào ạ? À? Wow. Nước Mỹ, rồi Nga, với lại Estonia. Trước đây thì chỉ biết là cô Hằng là một người phụ nữ rất là giỏi, rất là giàu. Nhưng mà tới mức độ như thế nào thì chưa bao giờ mình trực tiếp mình chứng kiến cả. Thì ngày hôm nay mình trực tiếp mình chứng kiến mà đây nó mới chỉ là Nha Trang thôi nha mọi người. Chỉ là tỉnh Khánh Hòa thôi. Nó còn ở các cái tỉnh khác, thậm chí là còn ở các nước khác nữa. Thì mình không hiểu tại sao một cái người phụ nữ mà lúc nào cũng hiền lành, lúc nào nói chuyện cũng nhỏ nhẹ mà lại có thể tạo ra một cái business như thế. Mà vẫn nuôi con, vẫn chăm con, vẫn tất cả tất tần tật quán xuyến tất cả mọi thứ. Thì bản thân mình cảm thấy mình được truyền cảm hứng rất là nhiều. Em cũng rất là tò mò để mà ra được một cái sản phẩm nó ngon, nó đẹp như thế thì mình nghĩ là nếu mà chị không sợ lộ cái bí quyết kinh doanh đó thì có thể cho bọn em coi đúng không? Cái này thì mình là luôn welcome mấy bạn. Đi thôi, đi. Mình vô nhà máy thì mình phải theo đúng tiêu chuẩn của SC. Mình phải mặc bảo hộ lao động. À, tôi sẽ lên đồ cho cố vô. Chị nói rồi em cứ cố mặc đồ cho nó cố vào. Ông đấy còn đánh rồi nghe em nổ mặc hàng ba lớp. Đi nhà máy thì mình ăn mặc giản dị thôi. Em cứ bắt mọi người phải phải ấy như thế. Trang sức là mình phải cởi ra. Ôi tôi chết. Ôi tôi chết. Tôi chết rồi. Eo cho cố mà. Đấy. Cái lúc mà bàn nhau đi á, là mọi người bàn nhau kiểu mặc đồ lên đồ rồi nha em. Trong đầu Giang nghĩ thì mình giống như là một doanh nhân, boss gì đấy đi tham quan nhà máy. Nhưng hóa ra là không phải. Bây giờ anh Phong với chị Tú dắt mọi người đi tham quan. Rồi mọi người có muốn thử gì thì cứ thoải mái nha. Mọi người được mang có được khuân một con cá về không ạ? Mình có thể khuân được tất cả những gì mình có thể khuân. Cái này là cái chỗ nào vậy anh? Anh có thể giới thiệu sơ qua không? Từ cái khâu này thì mình sẽ tiếp nhận nguyên liệu để mình đổ vô xưởng. Rồi giống như cửa mình đi băng đăng á, em làm xe á, cửa đi băng đăng. Cái này thì mình phải qua nhiều lớp, tại vì khi mà vô trong này thì mình sẽ có những cái lớp để mình bảo vệ không có côn trùng nó xâm nhập vào xưởng. Nên là mình sẽ là nhiều phòng nhiều lớp. Thực sự mà để ra được một cái system, một cái hệ thống như vậy, Tâm biết là phải rất là lâu đó. Nhưng mà mình không thể tưởng tượng được là nó lâu đến như thế nào, bởi vì mình không phải là người làm. Mình được chứng kiến những cái công đoạn này, rồi chứng kiến từ những cái lúc mà họ mang những con cá từ cái container xuống cho đến lúc mà họ làm hết chỉ xong xuôi hết rồi họ lại đưa ngược lại container để họ chuẩn bị xuất đi. Rất là nhiều cái thứ thú vị ở trong cái buổi ngày hôm nay và phải công nhận đó là một cái sự nghiệp rất là đồ sộ. Đây chính xác là lần đầu tiên SC bước chân vào một trong những nhà máy của Hải Vương Group. Mình cảm thấy rất là may mắn khi mà được làm bạn của Ngọc Thanh Tâm để mà mình tham quan được một cái nhà máy nó như thế nào. Một mình mẹ Tâm không thì cũng không thể nào mà chạy được cả một cái công ty như vậy. Tâm cảm thấy rất ngưỡng mộ các anh chị làm trong đó. Bởi vì họ là mỗi người một việc, mỗi người một tay mà có thể gây dựng lên được một cái tập đoàn như vậy. Đang còn làm thử đi. Thôi cho chị là mình cũng làm chuyện nhà máy là cả chiều rồi đó. Thôi mình đi ra ngoài đi, mình cũng muốn làm, thì đi ra ngoài. Rồi. Ủa là bây giờ mình phải thử nghiệm với mấy con cá này đúng không? Thôi bây giờ xem ai làm nhanh nhất và làm sạch nhất để có người chấm điểm. Đây này, cắt đôi ra đây nè. Cắt cái đầu cái đuôi nha. Nói chứ em sợ dao mọi người biết rồi. Đấy. Khi mà nghe mà Tâm sợ dao thì chắc nhiều người cũng thấy lạ lắm. Tâm sợ dao thiệt. Ai mà cắt dao bên cạnh Tâm là Tâm hay né lắm. Thế mà Tâm thấy mà mình có đeo bao tay á thì Tâm lại cảm thấy an toàn hơn. Thì khi mà đeo vào rồi á, trời thao tác nó thiệt như MasterChef, gọi là đầu bếp chuyên nghiệp luôn á. Không có gì sợ cả. Léo léo bắt cái xương ra. Đấy. Cạo cái phần thịt trắng này ra. Cái gì mà không phải màu trắng thì là cạo ra hết. Là cạo ra hết. Có khi nào cạo một lúc không còn miếng thịt nào á? Có chứ chị. Em cũng nghĩ tới cái lúc đó luôn á. Bây giờ cái dao phải làm sao ta? Tôi cạo được, bạn cũng cạo được. Đây là một cái trải nghiệm rất là mới đối với SC. Tuy chưa bao giờ nấu ăn trong đời, nên cái việc cạo cá là một cái điều mà chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra đối với SC. Ôi trời chết rồi. Giáo viên dự dò. Chị ơi, giám thị. Em ơi sai nha. Có sói. Nãy là mình cạo cả thịt luôn nha. Còn người ta chỉ cạo xương với da mà mình cạo hết thịt luôn. Đấy. Sao cái cằm này sao em sẽ nhìn mọi người làm mình cảm giác con cá nó rất là dày nhá. Sao mà đúng như nó cứ rớt như là Nhanh dữ vậy. Ôi chết rồi. Xong rồi hả? Yeah. Làm đất cái nào à? Cái này là còn nhặt được nè. Em nhặt ngay ạ. Chứ đừng để em ạ. Em không thấy ra cách nào. Cái này em có đuổi đâu mà trừ lên em làm đây. Em làm sạch quá vậy. Sạch quá đúng không mẹ? Coi như trong đây là còn một đống thịt. Thì qua cái kết quả của ba bạn này thì nói chung là tùy thuộc vô cái yêu cầu của khách hàng hết. Ví dụ như bạn Hương Giang thì làm sạch quá thì là sạch sành xanh. Em hồn những khách hàng người Nhật. Vậy là chị của chị được ship về châu Âu đó. Đấy. Đấy rồi. Còn ví dụ như của Tâm thì cái này là đỉnh mức tốt nè. Thì mình sẽ tương ứng với lại cái nhu cầu của khách hàng, người ta có thể là thấp hơn xíu. Dạ, nhưng mà nói chung là ra được cái thành phẩm mình nhiều là em xếp được 2 nơi. Chị em xếp được 1 nơi. Rồi của em sao chị? Của em á là nhìn có vẻ là định tỷ lệ thu hồi tốt nhất á. Thiệt hả? Tâm không thể tin được ST lại là người được chấm điểm cao nhất. Hình như SC có người đứng phụ thì phải. Tham gia game show nhiều rồi đó, nên là SC có chiến thuật của SC hết. Lúc mà cái anh mà ảnh vô, ảnh hướng dẫn á, thì SC kêu là ôi anh làm giùm em cái này đi, để em coi thử. Thì trong lúc mà ảnh làm cái đó thì SC làm một cái khác. Thì cái mà đẹp nhất là cái ảnh làm. Vô mọi người, tất cả chỉ là tiểu xảo thôi các bạn ơi, chứ làm sao được. Dù gì thì cũng chúc mừng ba bạn đã vượt qua được thử thách. Cô có một món quà để tặng cho ba bạn, đáp lại tình cảm của ba bạn đã đến công ty. Quà gì vậy cô? Đó là một chuyến đi trên biển rất là thú vị. Trời ơi, người ta sẽ được ra đảo, được lái jet ski, được chơi skyboard. Thôi đi thôi nào, thay đồ ra đi thôi nào. Đi thôi. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Cảm ơn chị nha. Trong tưởng tượng của mình nha là mình sẽ có một chuyến đi chắc là một chiếc du thuyền màu trắng, xong mình sẽ rót champagne ra đón hoàng hôn rồi kiểu rất là chill, nhưng mà rốt cuộc là tàu của mình nằm ở đâu? Mình mặc bị lố rồi anh ơi, như là bây giờ chủ tịch là hẹn chúng ta tới đây đúng không? Anh cũng tưởng là cái tàu ấy đúng không? Anh tưởng là một cái chiếc du thuyền màu trắng rồi anh thấy anh mặc cái bộ đồ là tao có thấy không? Anh có thấy? Anh nhìn thấy em không? Cô gái Hà Lan à? Ủa nhưng mà sao chiếc tàu này nó tấp vô đúng ngay cái lúc mà mình đứng đây vậy ạ? Thì có ai kìa? Hello chị Tâm, hello Nasty. Hello em là nhân viên của Hải Vương Group. Thì hôm nay em đón anh chị đến với chuyến hành trình của mình. Thì đây là thuyền của mình. Trời ơi Tâm ơi, mình có lộ một chút xíu. Một cái đầm như thế này. Bây giờ Tâm ngồi Tâm nghĩ lại thì mẹ Tâm có nói là tặng cho mọi người một chuyến du lịch biển, chứ không phải là tặng một chuyến đi du thuyền trên biển. Nhưng mà mình hay bị kiểu tự ảo tưởng, nên mình cứ nghe trên biển thì mình cứ tưởng là ồ mình sẽ được đi du thuyền. Khi có một người của công ty Hải Vương Group á đến mà nói là đây là cái chuyến đi của các bạn này thì mình rất là bất ngờ và mọi thứ nó giống như là tan biến. Bây giờ mình sẽ đi đâu vậy em ơi? Dạ mình sẽ ra khơi. Ra khơi với chiếc tàu này. Có nghĩa là mình sẽ đi đánh bắt cá hả? Phải không ạ? Là sao vừa lắc vừa gật là sao? Bạn này cũng vừa lắc. Thôi được rồi. Con đi đại đi ạ. Đi đại. Bây giờ xuống này rồi. Ô là trời. Trời ơi đi ô làm gì? Ô là trời, ai mà biết đâu, nghe tàu nghe đồ. Em bước lên cái đó trước. Từ nha, bình tĩnh nha. Em bước lên cái đó trước. Rồi bước tới luôn. Từ nha, từ tới. Rồi. Rồi. Khang khoang nhất. Em biết lái tàu. Em biết lái tàu. No Tâm ơi, em đứa còn không dẫn làm sao mà lái tàu hả Tâm? Không, anh tin em đi, em có bằng mà. Bằng gì? Bằng lòng đi em thì có. Em có thể mua ba lê, mua tất cả mọi thứ. Tâm ơi, Tâm ơi. Trời, mình chỉ muốn quỳ lại Ngọc Thanh Tâm ngay đoạn đó thôi. Thôi làm ơn Tâm ơi, anh cũng rất là muốn làm nghề. Anh còn rất là yêu đời. Anh còn có mẹ, còn có các bạn fan rocking nữa. Nên là thôi làm ơn được có thử sức của mình, bản thân của mình ngay lúc này để làm cái gì. Tâm nghĩ là cái gì mình cũng nên thử một lần. Thì xuống đó rồi thì mới thấy được cái cách lái tàu như thế nào chứ. Lái là dễ không ạ? Dễ lắm, không có gì khó đó. Cái này là cái lái cái cái bánh lá đúng rồi. Đẩy, cái đây là mình đẩy bánh lá đi quên lại nè. Còn cái còn cái mà ga đi là ga đây là ga. Đây là ga chân nè. Còn đây là ga bảng, ga cố định nè, mình lên ga là ga nó lên nè, đó, dặn là nó lên. Còn đây là cần số. Cần số đây hả? Dạ. Có cần số nữa, đẩy số tới là nó chạy tới mà thôi. Muốn số lui là nó lui lại. Dạ. Ok, cho con thử đi. Tâm ơi. Để cho mình là quay mặt bên dưới á. Leo trèo làm gì Tâm ơi? Em ở đó, bình thường cứ lái đẩy qua đà lại bình thường thôi, giữ cái lái nó chạy thẳng bình thường thôi. Dạ. Ồ, con tưởng là sẽ có cái vô lăng tròn nhưng mà đây là không phải. Quy lý như nhau, dù cách vậy là cách. Vô lăng tròn như cái đây bẵng như nhau, bẵng như nhau. Tôi lại. Tâm ơi, buông cái tay ra đi Tâm ơi. Được rồi Tâm ơi, 5 giây rồi. À đây là mình đang kéo ga lên. Cái này là như cái ga chân đi xe vậy á. Dạ. Chậm là nó lên. À đúng rồi, đẩy tới. Đẩy nhẹ tới. Rồi mạnh vô. Ồ. Dạ rồi, cảm ơn. Tại vì Tâm là một người rất là quyết đoán và cũng là người cũng không biết nghe ai đâu. Chắc chắn là không biết nghe ai đâu. Tâm đã quyết định gì là Tâm chắc chắn sẽ làm cái đó. Mặc dù mình là 30 mấy tuổi mình cũng chưa bao giờ lái tàu, nhưng mà Tâm làm được điều đó là mình cũng thấy khá là đáng khen. Nhưng mà bây giờ nhìn cái khung cảnh này mới thấy là rất là đẹp ha. Bình thường là mình hay đi chơi thì mình mắc mấy cái cảnh này mình kiểu mình ngồi mình nói chuyện với nhau trên tàu, mình không có được tận hưởng được cái không gian này ha. Thì bây giờ là hoàng hôn nè, vừa có hoàng hôn vừa có mây và núi nè. Nhưng mà em nhìn qua đây còn đẹp hơn nữa nè Tâm. Không em không em biết anh định chỉ gì luôn á. Em nhìn qua hướng bên này nè, đẹp lắm. Cảnh đẹp ở bên này. Cho anh định chỉ anh đúng không? Nhìn sang phải là em thấy cảnh đẹp à. Tôi biết mà, tôi biết ngay mà. Đẹp quá hả? Bình thường khi mình đi chơi mấy cái này mình hay cầm điện thoại, anh cầm điện thoại xong rồi quay 800 cái story. Hôm nay vô tình để quên điện thoại mà cũng nói chung là một cảm giác mới. Cảm giác rất yên bình ha. Mình đã đi những cái chuyến du thuyền này nọ quá nhiều rồi. Thì thực sự lên những cái chuyến tàu đó mình làm cái gì các bạn? Mình ngồi không rồi đó. Chỉ là thay vì mình ngồi ghế ở đây thì mình ngồi ở trên sông, mình ngồi trên biển vậy thôi. Đó cho nên những cái trải nghiệm hôm nay là một cái trải nghiệm khác. Tại vì đâu phải lúc nào mình muốn nhảy lên một cái tàu cá mình cũng nhảy được đâu. Anh ơi, bây giờ tụi em muốn câu cá hay là đánh bắt cá hay là đánh bắt xa bờ gì đó thì bây giờ làm sao ạ? Bây giờ mấy anh em thích câu cá thì đứng ngay lại rồi câu cá. Rồi, đi câu. Rồi. Có cần rồi nè Tâm ơi. Ok. Rồi bây giờ thi nha. Gạt cái gạt ra. Đó. Giữ gồng dây lại. Gạt vậy hả? Rồi thả xuống. Rồi. Đại biểu này tắt máy rồi sao luôn. Ăn đi em ơi. Có thấy nặng ta, có vẻ. Ê. Cong rồi kìa. Phải không? Hình như đớp con gì đớp phải không? Anh đớp rồi. Anh cũng thấy nó. Không có gì hết. Kỳ quá. Lại, em nghĩ là mình phải thả dây dài hơn nữa. Ê, có đây. Có. Nhà em là hiện tại là xuất khẩu thủy hải sản lớn nhất Nha Trang rồi đúng không? Cái đó thì em không nói được, nói chung là nhưng mà em lớn nhất hay lớn gì thì cái đó mình phải cảm giác như thế nào khi mà được quay trở lại đây xong rồi kiểu là gia đình mình rất là thành công rồi kiểu nhà mình rất là nhiều tiền á. Thật ra em không có nhận ra là nhà mình nhiều tiền. Đến lúc nào em cảm nhận được, có nghĩa là cái khoảnh khắc nào hoặc cái sự kiện nào để cho em cảm nhận được là nhà mình giàu quá. Nhà mình hơn nhiều người quá. Nó là cái chuyện mỗi ngày một ít á. Những cái đơn giản giống như là mình mua cái này mua cái nọ, mình thấy sao mình mua dễ vậy ta. Nhưng mọi người mua rất là khó. Giống như kiểu là người ta đi làm phải tích góp biết bao nhiêu lâu rồi người ta phải chia ra bao nhiêu phần trăm để người ta mua được cái món đồ đó. Còn mình là muốn mua gì là mua đúng không? Dạng là như vậy. Rồi ví dụ mình cũng để ý ngày xưa, ví dụ em ở Nha Trang và em đòi đi học trường quốc tế. Lúc đó em lớp 5, lớp 6 thì em là biết được trường quốc tế nó sẽ mắc hơn bao nhiêu hay là như thế nào. Lúc đó em đi du học nha, em còn tưởng là cái 4 tiếng Anh của em là nó ok rồi đó. Em còn tưởng như vậy đó kìa. Mình vô rồi mới biết là mình không là cái gì, mình là một con số âm luôn, không một con số không nữa. Anh nghe là mẹ em về là em khóc quá trời luôn, kiểu vô trong lớp không có nói chuyện được bằng bạn bằng bè. Cái đó thì em không nhớ, nhưng mà em có bị mà ăn vô trong trường bị ăn hiếp thì có. Một bạn người Pháp tới tuột quần, kiểu như tới tuột quần em vậy đó, tuột quần thể dục của em vậy đó. Trời ơi, vậy hả? thật ra không tuột hẳn nó đâu, chỉ có một mé thôi, không thấy một cái gì cả. Nhưng mà mình cũng bị, lúc đó nhỏ quá mà mình cũng bị sốc chứ. Xong rồi tối về hả, mét anh trai họ của em, nhưng mà em rất là thân với anh ruột, vậy đó là hai anh em học cùng trường. Rồi mét mẹ nào trời ơi, khóc quá trời khóc. Xong rồi tự dưng á, em không hiểu sao em hiền như vậy luôn á. Em cứ đi lên và em xin tha thứ cho bạn đó mới ghê chứ. Tâm á, phải vượt qua nhiều thứ từ lúc còn nhỏ. Có lần á, mẹ chở đi khắp nơi hỏi con muốn cái gì mẹ mua cho. Kêu không, bây giờ con chỉ thích mấy bạn bầu con đạo đức A thôi. Tâm khóc quá trời luôn. Nói sao con khóc? Thì Tâm kêu là cô cho các bạn á, là bầu. Xong các bạn nói á, con á, là nhà giàu chảnh chệ, tối nào cũng hát trên tivi. Các bạn không có thích, cho con đạo đức B. Ngay lúc đó mình đã cảm thấy là áp lực rồi đó. Hôm nay là một buổi rất là thi vị ha. Mình có thể câu cá rồi mình ra đây mình ngắm hoàng hôn này kia. Và mình nói được những cái nhiều chuyện. Hôm nay hai anh em mình tâm sự quá nhiều. Mà vui ha. Thật sự là anh cũng phải cảm ơn em với lại mẹ em cũng đã sắp xếp cho mình một cái chuyến đi rất là ý nghĩa như thế này ha. Tại vì chắc là mẹ em cũng muốn cho tụi mình trải nghiệm nhiều hơn với những điều ở trong cuộc sống, với những điều mà tụi mình chưa có trải qua. Em nghĩ nếu mà để nói mà cảm ơn mẹ em thì một cái chuyến này để mà cảm ơn không đâu có đủ. Để mà cảm ơn mẹ em mà cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn cả cuộc đời này nhiều khi còn chưa hết nữa. Nói chung là mẹ em là một cô gái phụ nữ rất là tuyệt vời đối với em và với những người xung quanh em nữa. Cái chuyến đi này nó cũng ý nghĩa, nó cũng có rất là nhiều thứ để mà mình lưu vào trong cái thanh xuân của mình. Bây giờ chúng ta cũng cảm ơn xong rồi, chúng ta nên về nhà. Đúng thôi rồi, chúng ta nên đi về thôi. Chứ nãy giờ không thấy con cá nào cắn câu rồi đó, anh hơi buồn á, hơi quạo á. Rồi đây bàn tiệc đây luôn, lãng mạn quá. Em vào đây ha. Cảm ơn anh. Trời quá trời nó trên tâm chị làm câu để chị từ đấy. Cảm ơn Nasty. Ý hôm nay mình mặc đồ matching quá nè. Đúng rồi. Không hạn gì luôn á. Đẹp không? View đây đẹp đúng không chị? Đẹp quá, sang quá. Hôm nay mời mọi người ăn một cái tiệc. Với lại là ngoài những cái barbecue của mình đó là em có lấy mấy cái cá này nọ, cá này Hải Vương nữa. Những cái mà mình đã làm rồi đúng không? Trời ơi. Chào anh. Dạ. Chào anh. Chào các anh chị ạ. Em là Thịnh, hiện tại em đang là bếp trưởng điều hành của Mia Resort. Ngày hôm nay xin được giới thiệu một số món ăn đặc biệt và đặc trưng của Mia. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay có cô Hằng là sẽ mang tới những món mình có cái sashimi tuna và cái lườn cá ngừ kiếm. Của Hằng? Dạ đúng rồi, của cô Hằng ạ. Đó là bên tập đoàn Hải Vương tài trợ. Anh này tài trợ chương trình này. Dạ. Trời ơi, sợ quá à. Chết rồi. Sao vậy? Đồ ăn nhiều quá, sợ ăn hả mập lên quá. Chỗ có ăn đi mấy hải sản thì đâu có mập đâu. Nói gì thôi chứ anh vẫn ăn chứ. Xin phép anh chị, em ra sau chuẩn bị đồ ăn cho anh chị. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thịnh. Cảm ơn mọi người đã tham dự, đã ra đây với em. Thế mình chúc mừng vì là cái sự gặp gỡ của bọn mình. Vì sự gọi là tự dưng cảm thấy có cảm tình nào. Đúng rồi. Và sau đó thì nhờ ST thì bọn mình gặp nhau nhiều hơn. Dạ. Ở đâu có chị nhỉ? Ở nhà của mỗi người một chút, nhà em một chút, nhà chị Hà một chút. Đây rồi. Rồi sashimi trong truyền thuyết đây rồi. Cá trắng là cá cờ kiếm, còn cá đỏ là cá ngừ. Cái cá cờ kiếm này có thời gian Tâm ghiền ăn quá, nửa đêm dậy bốc ăn đấy. Đến tận nơi thì mình cũng thấy một cái cảm giác như này này. Mình thấy là cô Hằng nó là rất là nhẹ nhàng. Vậy thế thì Tâm ngay này, tức là nó chậm rãi tất cả mọi thứ, không bao giờ, tức là chị không thể tưởng tượng ra là mẹ em khi mà tức giận thì nó như thế nào hết. Cái bí quyết như thế nào cô có thể chia sẻ đúng, vì đấy rõ ràng là một cái mình cần phải học hỏi. Lúc trẻ mẹ em khùng dữ lắm. Mình làm nhiều á, xong mình cũng có kinh nghiệm lên rồi, mình cũng đi học nữa, cả kiến thức, cả tâm lý, rồi cả phong cách sống là mình đều phải học hết á. Đang cũng là một cái người phụ nữ rất là độc lập, cũng rất là đam mê kinh doanh, nhưng mà cái mà mình cần phải học hỏi đó chính là cái sự điềm tĩnh và cái quy mô nó là ngàn công nhân mà một người phụ nữ như vậy có thể kiểm soát được hết thì thực sự mà nó là quá giỏi. Nếu như mà ai có một người mẹ giống như là mẹ của Tâm là cô Hằng á thì cũng đều sẽ rất là cảm thấy trên cả tuyệt vời, bởi vì cô Hằng là một người cũng giống như mẹ Si, là luôn đồng hành cùng với con mình khắp mọi nơi và ủng hộ tất cả những điều mà con mình muốn, con mình làm mà Chỉ cần con mình hạnh phúc là được. Cô Hằng còn có một ưu điểm khác nữa, đó là sẽ biết lắng nghe và có thể bầu bạn cùng với con mình. Đó là một cái điều rất là khó ở một người phụ huynh. Tâm cô là rất là đáng yêu, cái cách Tâm cư xử, cái cách nói chuyện, mọi thứ. Rõ ràng mình thấy là một cái người mà lương thiện, là một cái người mà đơn giản, chứ không phải là giống như là mọi người hay đồn là một cái wicked kiêu ngạo sang chảnh chảnh chọe là như thế nào. Rõ ràng là hoàn toàn không có. Ngày xưa là khi mà chị biết Tâm, khi Tâm mới làm nghệ thuật đó, thì lúc đấy là rất là nhiều người nói ra nó gào lại khái là nhà giàu quá rồi, thừa việc không biết làm gì thì cứ thích làm nghệ thuật như vậy đó. Thì chị cứ nghĩ rằng là em là giống như là muốn là dùng rất là nhiều tiền để làm cho bản thân mình nổi tiếng hơn. Thì chị không có ấn tượng gì về em ở cái khoảng thời gian đó ở trong cái gọi là lĩnh vực nghệ thuật cả. Nhưng mà đúng là đường dài ấy, thì mình phải thấy rằng là thực sự là rất là đam mê và kiên trì và có tâm làm nghề là thật sự, chứ không phải chỉ đơn giản là tôi giàu có cái gì tôi cũng có rồi, rồi tôi muốn thêm sự nổi tiếng nữa, không phải như vậy. Có lẽ nếu như không có cái chương trình này thì Giang nghĩ nó vẫn sẽ chỉ là vui vẻ, hi hi ha ha thôi. Nhưng mà để mà có những cái câu chuyện, những cái tâm tư mà sâu kín hơn thì chúng ta cần những cái trải nghiệm như thế này cùng với nhau, cần những cái buổi ăn tối ấm cúng như vậy để mà mình hiểu với nhau hơn. Anh biết Tâm là được 10 năm rồi, thì hồi xưa Tâm khác lắm. Nhưng mà từ đâu là em thay đổi như vậy ta? Đôi khi có những cái mà mình sống hàng ngày này này, mình cứ gọi là cứ ngày nào cũng như ngày nào thì mình sẽ không có thêm một cái điều mới vào đầu hết. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình bước ra mở khỏi cái vùng an toàn, không biết zone đó, bắt đầu mình làm cái này mình làm cái kia, mình mới thấy là mình học được rất là nhiều thứ nha. Ví dụ đơn giản như là học lái máy bay nè chị, lái du thuyền nè chị. Khi mà mình học xong á thì mình thông cảm hơn cho người ta. Mình nghĩ là đơn giản, thực ra là họ cũng phải học 3 năm, 4 năm mới ra được cái bằng để mà lái được cái du thuyền. Tâm sẽ thông cảm cho tất cả mọi người, tất cả mọi nghề, vì thứ gì Tâm cũng học hết. Không chứ gọi điện mà em là ồ trời ơi chị em đang đi thi, lại có đi thi gì giờ này, tại vì như của mình đã nghỉ học rất lâu rồi nhá. Mình nghe thấy chữ thi là mình thấy nó lạ lắm, mình không hiểu thi cái gì. Thi mà phải điểm tuyệt đối nha. Thay đổi nhất của Tâm là về nhà máy của mẹ để làm thử là ghê nhất. Là chưa rồi là Tâm chưa về không? Chưa bao giờ tới. Bao nhiêu năm Tâm chưa tới nhà máy? Để Tâm nhớ xem nào. Tâm rất ít khi về Nha Trang. Những ngày mà lễ Tết hay là có việc ở Nha Trang thì Tâm mới ra Nha Trang. Ở đây vui không ạ? Quá vui. Vui nhất là Tâm chịu về Nha Trang nè, rồi còn chịu thử việc mới ghê chứ. Tâm cái gì cũng thích làm hết trơn á, kể cả học cũng cố gắng ghê lắm. Mẹ cứ kêu con á thôi học sơ sơ thôi cho nó xong qua cho rồi, mà Tâm thì không bao giờ chịu hết á, học là phải điểm cao mới chịu, rồi làm gì cũng vậy hết á, làm phải tới nơi tới chốn. Mẹ nghĩ là chắc Tâm muốn mẹ vui là chính, nhưng mà với mẹ thực sự là Tâm chỉ cần làm những gì mà Tâm cảm thấy hạnh phúc nhất, chứ không cần phải cố gắng cái gì vì mẹ hết. Lúc nhỏ mình có nhiều ước mơ, muốn làm nhiều thứ lắm, nhưng mà không có cơ hội để làm. Khi mà Tâm lớn lên, Tâm muốn học cái gì là tôi cũng ủng hộ Tâm hết, vì cái gì học cũng có lợi ích cho mình hết á, chứ không nhất thiết là cứ bắt con phải học bài vở trên trường. Hôm nay là SC thấy được cái sự hạnh phúc hiện lên trong trên mắt của cô Hằng luôn, và anh thấy là đây là một điều rất là đáng khen. Hôm nay anh thấy em là một người rất là khác và rất là trưởng thành. Anh cũng hy vọng rằng là sau khi mà em ra cái show này, em sẽ giữ được một cái màu sắc riêng của em, và em cũng sẽ được nhiều người yêu thương hơn. Anh nghĩ rằng là khán giả sau khi xem show này á, sẽ có một cái nhìn khác về em. Một người có tiền nhưng mà cũng có tư duy nữa, chứ không phải là chỉ là một bạn mà rất là tiểu thư hay là như thế nào như người ta đã từng nghĩ. Với một cái chương trình này thì Tâm muốn những cái gì mà nó liên quan tới cuộc sống hàng ngày á, nó sẽ đến gần với khán giả hơn. Bởi vì khán giả sẽ cảm thấy là khán giả đang được xem một người bạn của mình. Tâm mong là mọi người sẽ có một cái nhìn sâu hơn nữa về Tâm. Cũng nhân dịp cơ hội này thì Tâm cũng cảm thấy là mình có nhiều thứ để mà mình thể hiện nhiều hơn bản thân mình là ai. Tất cả mọi cuộc gặp gỡ chị nghĩ nó đều có cái lý do hết. Hôm nay cái sự xuất hiện này của chị thì chị cũng muốn là gọi là cheer up cho em, để cái show của em nó tuyệt vời hơn. Rõ ràng để mà nói là quá thân thì nó chưa phải, nhưng mà để cảm nhận được em là một người tốt và cảm nhận được em là một người an toàn thì chị thấy là chị cảm nhận được. Lý do chị xuất hiện. Và chị mong rằng là cái kết nó sẽ happy ending với em. Và sau này chị em mình sẽ không phải ngại là mình chia sẻ với nhau hay là mình sẽ hỗ trợ nhau trong tất cả mọi công việc trong cuộc sống. Mình cũng đã từng sản xuất chương trình của mọi người. Khi mà mình sản xuất ấy, cái việc mà được mọi người trong giới, anh chị em trong nghề họ support cái chương trình của mình nó có ý nghĩa như thế nào. Những cái sự giúp đỡ nhau của các anh chị em trong nghề ấy, nó sẽ rất là tuyệt vời và nó sẽ làm cho mọi người có cái niềm cảm hứng hơn để sản xuất ra nhiều cái tác phẩm nghệ thuật, nhiều cái show hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bởi vì là em biết là thời gian là một cái mà mọi người có thể làm được rất là nhiều thứ khác. Nhưng mọi người đã bỏ thời gian ở đây, gọi là đi ra đây với em như vậy thì em rất là cảm ơn. Tâm đọc được đâu đó một cái câu đó chính là thời gian là cái quý nhất mà một người có thể dành cho bạn. Cho nên là Tâm rất là trân trọng cái khoảng thời gian mà khách mời để dành cho Tâm từ tập 1 tới tập 5 này. Có rất là nhiều thứ khác mọi người có thể làm, nhưng mà mọi người chịu bỏ cái thời gian đó ra để mà đi ăn với Tâm, đi chơi với Tâm, đi học với Tâm. Cho nên Tâm rất là quý trọng những cái điều mà khách mời đã dành cho Tâm trong xuyên suốt cái show này. Chị chỉ kép một câu đó là vì bạn xứng đáng. Vì bạn xứng đáng. Người tiếp theo tôi muốn cảm ơn đó chính là các bạn. Bởi vì các bạn đã bỏ thời gian ra để mà theo dõi cái quá trình của Tâm. Cho nên Tâm rất là trân trọng từng cái giây phút, từng lượt view, lượt like, cũng như lượt share và lượt comment của các bạn. Tâm đọc được hết đó, đừng ngại comment cho Tâm nha. Rất là mong là khán giả sẽ cho Tâm những cái feedback tích cực để cho Tâm cảm thấy là Tâm nên làm phần 2.